Má, con thật khổ tâm. Hà đã hiểu lầm con mà không thể nào tha thứ cho con khi con giao du với bọn sâu. Điều đó đã khiến con rất hạnh phúc, vì hơn bao giờ hết, vợ chồng con bây giờ đã cùng nhìn chung một chí hướng. Nhưng con không thể nào nói cho vợ con biết sự thật được. Con phải cần điều tra, con phải cần lấy những tư liệu từ phía bọn chúng. Con không biết phải làm như thế nào. Má ơi, con cầu má phù hộ cho con, cho chuyện này được qua nhanh. Mỗi ngày con phải chứng kiến sự xa rời của vợ con đối với con. Mà không phải chỉ có vợ con, mà những người tốt đều quay lưng lại với con. Má ơi, con đau khổ thật. Nhiều lúc con không thể nào chịu đựng được. Ba. Ủa, con đó hả? Dạ. Vô đây ngồi. Ủa, sao đi con mình vậy nè? Vợ con đâu? Dạ, vợ con bị bệnh. Còn con Thiên Phúc nó đi nhà trẻ rồi ba. Nhà trẻ hả? Dạ. Nhà trẻ thì cũng xin phép nghỉ được chứ. Nhưng mà cái trường này nó nghiêm khắc lắm. À. Dạ. Với lại con cũng đi dội. Ba khỏe không? Ừ, khỏe. Con có mang cho ba một ít thuốc bổ nè. Trời ơi, thuốc chi vậy? Ba khỏe mà. Nhưng mà đây chỉ là thuốc bổ thôi. Con có quen với một ông bác sĩ. Ông nói là người già như cái cây khô, thỉnh thoảng thì cũng phải bón phân cho nó chứ gì. Mà con thấy cũng đúng ba. Tại vì ăn uống mỗi ngày thì như là tưới nước. Ừ. Và còn phân thì giống như thuốc bổ vậy. Thôi được rồi, để đi, lát ba bón cho. Dạ. Ba làm gì vậy? Để cho con làm lấy, thử lấy con ba. Lấy ba cái cây. Ba cho con mượn con làm thử có được không ba? Nè, cầm thử giạt coi, coi chừng đứt tay nghe. Dạ ba. Ờ. Ừ. Dạ, báo cáo anh, tôi là Huấn. À, dạ, tôi đến đây để tự thú. À, tôi là người đã thuê Bảo trong vụ việc của cô Dân. Mời anh ngồi. Mời anh. Dạ, cảm ơn. Bây giờ anh có thể kể lại từ đầu câu chuyện cho chúng tôi nghe được không? Thưa anh, hồi đó, trong một giây phút ghen tuông mù quáng, tôi đã... Chào em. Đi đâu sáng đêm tới giờ vậy? Còn rượu nữa ha. Hôm nay anh hên lắm. Anh ăn luôn một giây. Xích qua đi. Nè, tiền của tôi đó.
anh ăn hết luôn đó. Hèn gì, đi cả đêm. Về chuyện nữa. Mà thôi đi, hôm nay thắng mai thua, anh nên bỏ cờ bạc giùm em cái. Thỉnh thoảng chơi vui thôi mà. Ăn cơm đi, anh đói lắm rồi. Ăn đi, rồi tối nay anh chở đi chơi cho khuây khỏa. Không có lo làm ăn, tối ngày ăn với chơi. Thôi nha, nói thêm lần nữa là còn chừng đó. Thôi, người đâu mà nóng như lửa vậy. Anh uống rượu không? Phải vậy mới được chứ. Anh rót giùm em đi. Vân. Ủa, anh Huấn. Để anh đỡ em. Ngồi xuống đi. Cảm ơn anh. Dạ mời chị. Cảm ơn. Mời em. Em uống nước đi. Vân à, anh hẹn em ra đây là để anh muốn xin lỗi em. Anh về nước lâu chưa? Mới đây thôi. Vậy anh đã... Anh đã đến tự thú trước cơ quan công an rồi. Họ đang xem xét. Và họ cũng nói rằng chắc chắn anh sẽ được hưởng khoan hồng. Vậy tốt quá. Anh ân hận quá. Vân à, anh đã tìm hiểu và được biết là bây giờ em gặp khó khăn. Bởi vậy anh muốn... Mà thôi. Đây, anh có một ít tiền. Thực ra anh biết là không thể nào bù đắp lại được những thiệt thòi của em, nhưng đây là tấm lòng của anh. Em không thể tha thứ cho anh sao? Vân. Vân. Em không thể tha thứ cho anh sao? Không. Em tha thứ mà. Ai cũng có thể mắc lỗi lầm mà anh. Được, em sẽ nhận số tiền này. Vì bệnh viện cũng vừa nhắc em đóng tiền để phẫu thuật chân lần cuối. À, đúng rồi. Em cứ phẫu thuật đi.
Nếu ở Việt Nam trị không khỏi, anh sẽ đưa em ra nước ngoài, được không? Được không em? Em cảm ơn anh. Lẽ ra anh phải về cho sớm hơn. Làm sao mà anh cứ nghĩ rằng em không thể nào tha thứ cho anh được chứ? Em đúng là có Phật trong người, Vân à. Nam à, con thấy đó, cũng chỉ vì việc xây cái nhà máy quỷ quái đó mà ba con phải chết oan, rồi hạnh phúc gia đình con lại không được như xưa. Con hãy nghe lời má, con đừng đi theo cái lũ người quỷ quái đó nữa nghe. Dạ má, từ từ, để một thời gian nữa. Con nói cho qua chuyện phải không? Một khi con nhận lời cho người ta làm rồi thì... Má để cho con suy nghĩ thêm. Thôi con đi đi. Anh đang ở đâu? Anh đang trên đường ra sân bay. Em dậy ra. Anh đi đâu? Anh đi đâu thì em không cần hỏi. Cảm ơn em đã cho anh những ngày tháng thật tuyệt vời. Anh lấy hết tiền của tôi hả? Tiền này cũng là tiền của em lấy của người ta thôi mà. Em tưởng anh là một đại gia đúng không? Định văn bẫy anh à. Anh nói cho em biết, anh không đơn giản như em nghĩ đâu. Bye bye, chào em. Anh, tôi sẽ... Trời ơi, sao tôi ngu như vậy chứ? Tiếp nha. Tự nhiên lên, tự nhiên lên. Đây. Đó, anh phải đứng tự nhiên vậy nè. Hai vợ chồng ôm vô. Đó, 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 đúng rồi, đẹp quá. Cười lên anh chị, cười lên. Cười đi anh, cười lên. Anh sao vậy, cười lên đi chứ. Bức hình này theo ta suốt cuộc đời mà. À. Đó, cười như vậy đẹp đó, đó, chụp nha. Buông ra. Anh ơi, thằng Nam đâu rồi? Làm ơn đi Nam. Chỗ người ta đang làm việc mà. Nam, anh làm ơn giùm tôi đi. Giúp tôi. Không biết chuyện gì nữa. Người ta làm việc mà. Nam, không có vô được đâu. Ra tôi gặp giúp coi. Anh đi ra giùm tôi đi. Gì vậy ta? Anh biết chuyện gì mà. Nam ơi, trong đó người ta đang họp mà.
Anh làm ơn đi. Ba. Trả mày nè. Thôi. Dạ. Anh cứ đi ra ngoài đi. Dạ. Ba, có chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Bộ mày tưởng tao ở nhà tao không biết mày hả? Bộ mày tưởng tao không biết là mày vẫn còn thậm thuộc đi lại là cái bọn bất lương đó hả? Đây là sữa hả? Thuốc bổ hả? Đây là mồ hôi nước mắt xương máu của những người lương thiện. Mày hiểu chưa? Mày ăn giọng hết đi. Nè, tao nói cho mày biết nha. Tao không có đẻ ra mày ha. Mày không có xứng với tao. Chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Chúng ta họp tiếp đi. Ủa, hồi nãy tôi nói tới đâu rồi? Dạ. Cậu nói là cần phải xây dựng công trình này với một chất lượng cao nhất đúng không? Được. Tôi tin ở cậu. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Thôi không uống nổi nữa rồi, về. Xỉn quá rồi. Anh hai, gì mà sai sớm vậy? Thôi uống với em ly nữa đi. Thôi thôi tôi không uống nữa đâu. Tôi phải về. Sáng mai còn dự lễ khánh thành nữa. Thôi được rồi, anh Long uống hết với em ly này. Em sẽ dẫn anh đến một nơi rất là thú vị. Ở đó bảo đảm anh rất là hài lòng. Có nhiều cô rất là xinh đẹp. Nếu như mà anh không hài lòng thì anh đừng coi em là thằng em của anh nữa. Anh. Vậy à? Vậy thì kiểu á. Nhưng mà bảo đảm có an toàn không? Rất rất an toàn. Vậy thì đi. Dạ. Thôi bây giờ trước khi đi, uống hết với em ly này đi. Uống anh em hả? Cạn ly đi. Đói. Hết ly này xong rồi. Dạ, hết đi. Mình đi phải không? Thôi, mình đi anh Long. Đi. Đi. Dạ. Anh Long. Anh Long, đi anh Long. Anh Long. Đi anh ơi. Sếp của anh đang ngủ. Em canh giùm. Anh đi nửa tiếng rồi quay lại. Dạ. Dạ anh đi đi. À.
Chào anh. Ông Long, giờ tôi về lấy một số giấy tờ. Đây là chìa khóa phòng của ông ấy. Đây là anh Nam, cho anh vào đi. Dạ, mời anh vô. Anh Nam đi đâu vậy? Dạ, sếp Long nhờ anh Nam về lấy một số hồ sơ. Với lại, anh Nam có cả chìa khóa phòng của sếp mà. Hồ sơ gì? Dạ, em không biết nữa. Đội ông không bắt máy ta. Vậy anh gọi lại cho anh Long một lần nữa thử coi. Không nghe máy. Mày ở đây, này này, cho tao. Nhảy lên. Đi thang bộ. Út, ngồi. Nói nghe nè. Dạ. Để mình đi về cho chị Hà. Đi lên. Dạ. Đi. Nam đứng lại. Alo, bảo về hả? Cặn thằng Nam chứ đâu? Ở đâu? Trời, nó lại cho tao. Dạ, đây nghe anh. Dũng đâu đó hả? Dạ. Trời ơi, em gọi cho sếp hoài không được. Ê. Anh bị thằng Nam nó bỏ thuốc mê. Anh yên tâm đi, em bắt nó được rồi. Tốt. Nhốt nó lại. Dạ. Gọi thằng Bảo đến liền cho anh. Em biết rồi. Ê.
mày, mày, ngồi im mày, chó lẻ. Alo, Bảo hả? Dạ, em đây. Tới công ty gấp. Dạ. Mày, phản bội hả mày? Chết rồi, khách đến đông quá mà cô Giao vẫn chưa tới. Không sao đâu, anh đừng quá lo lắng, có lẽ đang trên đường tới đó. Chắc là bị kẹt xe. Giờ này cao điểm, đông xe lắm. Ráng đợi chút xíu nữa nha. Con bé Hằng đâu, sao nó đi với mày? Khách đến đông quá, hay là anh ra hát đại mãn đi. Tôi hả? Ờ. Tôi hát có sao không? Hát đại đi, không có sao đâu, khách đông quá. Thôi được rồi, để tôi ra hát đại bài. Đi đi đây. Hậu à. Dạ. Con coi phải cô về không? Dạ. Em kiếm ai? Ủa, nhà này có phải nhà của chị Hà không chị? À phải, em vào đi. Dạ, chị Hà đâu rồi bác? Ủa, chị Hà đi đám cưới rồi, có gì không con? Anh Nam gửi cho chị Hà cái đĩa. Đâu, đưa đây. Dạ, nhưng mà anh Nam nói phải đưa tận tay chị. Vậy thì con đợi chị Hà về, rồi đưa nghe. Nhưng anh Nam nói phải đưa tận tay cho chị Hà. Nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Vậy con ra chỗ đám cưới mà đưa cho chị Hà hả? Vậy thì bác cầm lấy đi. Có gì chị Hà về bác đưa cho chị Hà, rồi nói chị Hà liên hệ với cháu sau nha. Hậu ơi Hậu. Dạ. Dạ. Cô về á, con đưa cho cô cái đĩa này nha. Dạ. Dạ thưa bác, cháu về. Chết rồi bà ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thằng... Trời ơi. Thằng Phúc nó đá lên cái đĩa. Đi rửa liền. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh. Dạ. Alo. Má hả? Nhóc ở nhà có khóc không má? Nó ngoan lắm con. Ờ, Hà nè. Dạ. Thằng Nam á, nó gửi cho con cái đĩa CD. Nó nói cái gì quan trọng lắm á. Quan trọng hả má? Đĩa CD gì ta? Dạ dạ, để con về liền. Dạ dạ. Mày có chịu khai không? Mày lấy gì trong phòng xếp lông? Nếu không tại sao mày bỏ thuốc mê vào trong rượu, còn ăn cắp chìa khóa nữa hả mày? Mày để tao. Nhất định mày đã sao chép tài liệu gì trong phòng rồi hả? Nếu không mày vô phòng đại ca làm cái gì? Có thể là nó đã đưa cho người nào khác rồi. À, anh, em nhớ rồi. Bữa trước em dẫn nó lên phòng xếp, lên tới cầu thang. Nó gặp thằng Út. Thằng Út biết mày. Hai thằng bay, bằng bất cứ mọi giá phải môi đầu thằng Út về đây cho tao. Dạ. Còn mày, xong rồi về đây canh chừng nó. Dạ. Khốn nè. Má.
Con không còn giận má nữa hả? Con hết giận má rồi phải không? Con má, con giận má. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu anh Nguyễn Tình là chú rể của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời anh Nguyễn Tình bước ra sân khấu ạ. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, xin quý vị xin được chào góp vai để chào đón nhân vật chính của buổi lễ hôm nay ạ. Anh ấy là bác sĩ Nguyễn Tình. Đúng rồi, đấy là bác sĩ Nguyễn Tình đó. Cảm ơn anh. Và bây giờ quý vị hãy hướng mắt về phía khán phòng để chào đón sự xuất hiện của cô dâu trong buổi lễ ngày hôm nay. Dạ, quý vị hãy chẳng có phát để chào đón trong nhân dân ạ. Anh muốn biết vì sao phải không? Sao cô dâu mới của tôi hôm nay không bận bịu lo chuyện đám cưới hay sao mà mời tôi ra đây uống cà phê vậy? Mình cũng đang vì chuyện đó mà hẹn Dương ra đây nói chuyện đây. Vậy hả? Có chuyện gì? Kể mình nghe đi. Dân nè, hay bạn lấy anh Tình nha. Sao hôm nay Hương nói chuyện linh tinh gì vậy? Sao, nói cho Dân nghe nè, hai người lại giận nhau phải không? Không. Vậy sao? Tại vì Dân. Hương nói gì vậy? Dân có biết không, người anh Tình yêu chính là Dân, chứ không phải là mình. Không, không thể nào như vậy được. Nhưng đó là sự thật mà. Trong tim anh Tình chỉ có hình bóng Dân thôi. Không, mình không thể nào làm như vậy được Hương à. Người anh Tình thương chính là Hương chứ không phải là mình. Không, mình nói thật, người anh Tình yêu là Dân chứ không phải là mình. Không, không thể nào như vậy được. Thôi, mình không dính dáng chuyện này. Thôi, Hương ở lại đi, mình về nha. Dân à, Dân hãy nghe mình nói hết đã. Dân ngồi xuống đi. Thời gian vừa qua, anh Tình bị bệnh nằm sốt mê man mấy ngày. Trong cơn mê, anh Tình nói người anh yêu chính là Dân. Không thể nào. Dân hãy thay Hương chăm sóc anh Tình. Người anh Tình cần chính là Dân. Người anh Tình yêu cũng chính là Dân. Dân giúp mình nha. Dân giúp mình chăm sóc anh Tình. Nhận lời mình nha. Hương à, mình không thể nào làm như vậy được. Nhận lời mình đi. Giúp mình một lần này thôi. Để mình suy nghĩ lại. Hôm nay em trai Dân lại cho anh, nhưng mới chính là tình yêu của anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi vô. Chạy lên. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa đi. Mở cửa. Có ai ở nhà không? Đi lên. Mở cửa lại lên. Không được la. Vô mày. Không được la. Gì vậy? Vô mày. Đi đâu? Hả? À? Đi đâu? Mày đưa cái đĩa đó cho ai? Đưa cho ai? Vô liền phát mày. Mày nữa. Anh là ai vậy? Dạ. Mấy người là ai? Thôi, bà im đi. Cái đĩa mày đưa cho ai, hả? Chuyện gì vậy má? Bà học với chị Hà. Hai người nghe rõ rồi chứ. Nếu không đưa đĩa vi tính ra đây, thì đừng trách bọn này nặng tay đó. Để đĩa đâu? Hả? Ờ, à, có. Con, cái đĩa đó con. Cái này không? Dạ phải. Tụi bay đâu? Dạ. Tụi bay. Đi, lấy máy vi tính cho tao. Nè. Phải cái này không? Dạ phải. Để lên. Cái đĩa hư rồi anh ơi. Alo. Dạ, dạ. Dạ anh hả? Dạ, dạ. Cái đĩa bị hư rồi anh à. Không có gì hết. Dạ, 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 dạ. Út, chuyện gì vậy Út? Dạ, em không biết. Nè, này nha. Tôi nói cho mấy người biết. Sống trong cái xã hội nào thì kẻ có tiền cũng là kẻ thống trị. Các người đừng có hòng lật mặt tụi này. Không dễ đâu. Trứng mà chọi với đá. Tụi bay. Dạ. Vô. Đi. Anh Nam đâu? Anh Nam đâu mà tại sao tôi gọi ngoài sáng giờ không có vậy? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đâu không vậy? Ừ. Gọi cũng không được nè. Thôi gọi nó đi, gọi được đi. Gọi điện đi, gọi được Nam đâu. Sao chị đâu khổ con? Alo, không thấy dạ, ai chưa? Dạ, em chào chị Hà. Dạ, dạ, chị ơi, sao giờ này Nam chưa tới công ty nữa hả chị? Dạ, 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 nhưng mà Lễ Đồng Thổ cũng không có mặt ảnh luôn. Rồi. Dạ, 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 em chào chị. Sao? Không biết luôn. Mày á, mày ra khỏi tù, ông chủ cũng cho mày nhận thầu công trình. Xây xong mày cũng kiếm lời cả tỷ bạc. Sao mày còn phản bội lại ông chủ? Nó là ông chủ của mày, không phải là ông chủ của tao. Thôi đi. Mày nghĩ mày tốt hơn tao à? Từ cái thời của cha mày, không làm ăn gian dối, làm sao mà giàu được? Còn mày nữa, mày đã từng cho xây nhà với thép kém chất lượng. Mày cũng từng bắt mẹ mày đưa vô bệnh viện tâm thần. Mày sai tao đánh ông già mày.
Uống nước đây. Dù sao tao với mày cũng là chiến hữu. Khi nào có lệnh ông chủ, tao thả mày liền. Biết đâu tao với mày sẽ ngồi chung một bàn nhậu, thậm chí lên giường cùng một em nào đó, đúng không? Ông chủ đã hứa rồi. Sau phi vụ này, tiền nè, gái đẹp nữa, thứ gì cũng có. Ok, mày đừng có ngoan cố nữa, mày nghe lời tao đi. Thôi đi em à, từ từ rồi cái tốt cũng sẽ thắng cái xấu mà thôi. Em không nên nôn nóng như vậy. Nhưng mà em ngày trước đâu có như vậy đâu. Điều mà em không hiểu là không biết cái gì đã biến đổi ba em một cách thật là em không thể nào hiểu nổi. Có thể trước đây bản chất của ông ta đã là như vậy rồi, chẳng qua là chưa có điều kiện bộc lộ mà thôi. Cũng có thể. Anh Tình à, cho dù như thế nào thì em cũng không bao giờ thỏa hiệp với cái xấu đâu nha anh. Em nói trước rồi đó. Anh cũng biết như vậy mà. À, Hương sao chuyện này cô ấy thế nào hả anh? Từ từ rồi cô ấy cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Những người sống hướng tới điều thiện rồi cũng sẽ được hưởng hạnh phúc thôi em à.